Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Chi tiết tô mò như vậy. Rồi anh sẽ như vậy giờ mình kết thúc như vậy.
Vậy tôi mà